Hello các bạn, thì các bạn có nhớ là mình có một cái clip là hướng dẫn các bạn là khi mà mình về hôm mà mình bị travel ở gì, mình bị cái lỗi mà over travel mà các bạn về hôm không được á, là mình chỉ có một cái clip mình chỉ các bạn á, là bấm nút cancel, nút cancel với lại nút B đúng không? Nút cancel này nè, nút cancel nè, với lại nút B á, nút B phở đó nha. Đó, là để cho mình có thể về hôm được. Nếu mà khi mà các bạn về hôm á mà nó không cho các bạn về hôm mà nó báo lỗi là over travel chục x ha, thì các bạn có thể nhấn cancel P thì và tắt máy on lên lại, và nhớ là đè hai cái nút đó luôn. Rồi giờ tới lượt nói trường hợp này, giả sử như các bạn đã nhấn cancel P rồi mà các bạn on lên máy mà các bạn mua cái bàn á, mà các bạn dịch chuyển cái bàn hoặc cái bàn qua trái qua phải rồi tới lui gì á mà nó không cho các bạn á dịch chuyển á, thì nó đã bị một cái công tắc nó gọi là off limit. Off limit là sao các bạn? Là khi nó có một cái gọi là cái breaker á, khi mà các bạn đã bị over travel rồi á, cái breaker nó sẽ ngắt hết tất cả nguồn điện luôn, nó sẽ không cho các bạn di chuyển cái bàn tiện nữa. Thì ở đây nó có một cái nút để mà mình giúp các bạn ha. Thì nếu mà các bạn bị như vậy đó, mà các bạn giống như là cancel pin mà không được á, thì các bạn sẽ làm giống như vậy cho mình ha. Các bạn á sẽ về cái chế độ là handle chart. Sau đó các bạn phải nhấn vô cái nút này nè. Đè luôn. Xong rồi các bạn mua chục S với lại chục Y ha. Này là đối với mấy mil nha, mấy phay đó. Các bạn đè luôn, các bạn mua thử cho mình coi cái chục S và chục Y dài á, coi nó có mua không, rồi bắt đầu mình mới về hôm lại ha. Thì đối với máy lay cũng vậy luôn, máy lay á thì nó sẽ có cái chữ này nè, nó có chữ này nè các bạn, machine release đó, các bạn thấy không, nó có cái chữ đó. Thì nếu như mà các bạn di chuyển cái bàn mà không được, mà mình bị về hôm mà mình bị nó không, mình về hôm mà xong rồi mình bấm về hôm mà nó bị báo lỗi là cái máy đi quá đà hoặc là over travel á, mà các bạn mua cái bàn ra không được á, thì các bạn nên bấm cái nút đó cho mình, rồi sau đó các bạn nhấn lại cái cancel P, xong off máy, xong rồi tắt nguồn, xong rồi mở nguồn lại, on máy lên lại, xong rồi mua cho cái bàn ra chính giữa cái máy, rồi bắt đầu mình về hôm lại coi nó làm sao. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.